Initiator và những con số thú vị. Agent đầu tiên, Bridge, Signature Skill, khu vực ảnh hưởng, rộng 7,5m, dài từ 8 đến 56m. Theo thời gian niệm, thời gian niệm tối đa 1 giây để đạt tới 56m. Khu vực 8m gần Bridge nhất sẽ không bị choáng. Hiệu lực choáng 3.5 giây. Skill, Aftershock, khoảng cách xa nhất tới tường 35m. Khu vực ảnh hưởng sau tường 10 x 3m, nổ sau 2.2 giây và tiếp tục nổ hai lần nữa, mỗi lần cách nhau 0.6 giây, tổng 180 đam. Skill Flash Point, tường xa nhất 35 m, xuyên tường dày nhất 10 m, nổ sau 0.5 giây, mù tối đa 2 giây, tùy khoảng cách, bạn sẽ có 0.5 giây để phản xạ. Ultimate Rolling Thunder, khu vực ảnh hưởng 32 x 23 m, bạn sẽ có 8 m gần bridge sẽ không bị ảnh hưởng. Skill dài 32 m, chia làm 8 giai đoạn, mỗi giai đoạn cách nhau 0,255 giây. Khi địch bị trúng ultimate sẽ bị nảy lên và đẩy lùi ngược về phía sau đúng 7m nếu đứng trên mặt phẳng. Các bạn chú ý căn góc đứng để không bị rơi vào thế bất lợi. Thời gian choáng 6 giây. Agent số 2, Fate, nội tại của Fate. Các kỹ năng làm địch bị hoảng sợ sẽ cho hiệu ứng theo vết, chính là những cái vết ấy, các bạn thấy không? proler có thể lần theo vết địch. Signature skill Haunt, thời gian bay trên không tối đa 1.5 giây. Sau đó tự đáp xuống HP của cái mắt là 1 HP Chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ bị mất Cần 0.825 giây Từ lúc đáp xuống cho đến khi hiển thị địch Đây là cơ hội bạn tiêu diệt mắt Bán kính hiển thị trong vòng 30m Tồn tại 2 giây Liên tục hiển thị vị trí địch theo real time Theo vết tồn tại trong vòng 12 giây Skill Prowler HP 100 Tồn tại trong 3 giây nếu thấy địch hoặc vào đường theo vết sẽ làm tăng thời gian tồn tại thêm 6 giây và tăng tốc độ di chuyển về hướng đó khả năng nhận diện 15m nếu là địch và 10m nếu là theo vết tốc độ cơ bản 10m trên giây thấy địch 12m trên giây và theo vết là 15 m trên giây. Cắn địch nếu đạt đến 2.5 m hoặc là nhỏ hơn. Thời gian bắt đầu hiệu ứng từ lúc há mồm cho đến khi bạn bị cận thị là 0.4 giây. Cố gắng bắn vỡ trước khi nó chạm đến bạn. Nếu không may bị độc cắn, bạn sẽ bị cận thị trong vòng 3.5 giây và tầm nhìn dưới 5.5 m Skill size. Thời gian bay 1.5 giây. Từ khi chạm đến đất cho đến khi bắt đầu chói. 0.7 giây Đây là cơ hội để bạn thoát khỏi Ví dụ như là dash của jet Bán kính tác dụng 6.58m Hiệu lực 4.5 giây Decay 75 HP Sau khi hết 4.5 giây Hồi lại 75 HP trong 5 giây Ultimate khu vực 40 x 24m 40m dài chia làm 10 giai đoạn Mỗi giai đoạn 4m và cách nhau 0.355 giây Địch sẽ không thể nghe được âm thanh Và bị theo vết trong 12 giây Decay 75 HP Agent số 3 KO Signature skill 0 point bán kính tác dụng 15m câm lặng 8 giây bạn có một giây kể từ khi dao dính vào tường để phá hủy nó skill frag bán kính 4m đam xuyên tường từ 25 đến 60 mỗi lần nổ ở trong vòng 1m trở lại gây 60 sát thương từ 1 đến 4m sát thương giảm dần từ 60 số còn 25 skill flash hiệu ứng ném 0,3 giây sau 0,3 giây sẽ nổ sau 1.6 giây nếu bạn ném bằng chuột trái và nổ sau một giây nếu ném bằng chuột phải tổng cộng thời gian từ lúc bấm chuột cho đến lúc nổ là 1.9 giây và 1.3 giây tương ứng mù tối đa 2 giây dựa theo khoảng cách của bạn ultimate hiệu lực trong vòng 12 giây bán kính cấp lặng 42.5m sau khi bị hạ gục trong trạng thái overdrive KO có 12 giây và 850 HP để được cứu nếu không được cứu kịp thời KO sẽ hy sinh cần đúng 3 giây để revive KO tab revive cũng tạo full sao cube như Diffuse Spy vậy. Do đó, KO chính là quả Spy Mini, dùng để fake rất là ok. Sau khi được revive, KO cần 1.55 giây để chạy hiệu ứng. Agent thứ tư, Sky Signature Skill Flash, máu của mỗi con chim là 60, thời gian bay tối đa 2.5 giây, nếu không kích hoạt thì sẽ biến mất, mù tối đa 2 giây. Skill Heal, bể heal gồm 100 HP, bán kính 18m, cần có tầm nhìn để heal, 20 HP mỗi giây, tối đa 5 giây. Skill chó đuổi HP 100 Tầm nhìn của chó 22.5m trở lại Tồn tại trong 6 giây Nhảy xa 12m Ban kính nổ 3.5m Sát thương trực diện 30 HP Choáng từ 2.5 đến 4 giây Tùy theo vị trí của chó khi phát nổ Đạt 4 giây nếu bị cắn trực diện Ultimate bắp cải bay HP mỗi một cái bắp cải là 150 Tồn tại trong 15 giây Cận thị 3 giây Khoảng cách cận thị 7.5m Cận thị này không quá gần Nếu mà không thể tránh được cũng không sao hết Số 5. Sova Signature Skill Recon Bán kính 30m, cần line of Upside Sau khi Recon dính vào tường, bạn có 0.667 giây trước khi nó bắt đầu quét lần đầu tiên Tổng 3 lần quét cách nhau 1.6 giây Nếu bị dính, review trong vòng 0.75 giây Thời gian cần để đạt đến các mức lực Nhẹ, tức thì, trung 0.33 giây Mạnh 0.67 giây Skill Drawn HP 100 tồn tại trong vòng 7 giây. Cooldown bắn mỗi một tên 5 giây. Nghĩa là nếu bạn bắn tên ở giây thứ hai thì bạn đã hết cơ hội để bắn tiếp. Khi dart trúng người, bạn sẽ có 1.6 giây trước khi bị ping lần đầu. Bạn sẽ bị hiển thị trong vòng 0.6 giây. Sau đó cần 1.2 giây nữa để ping lần 2. Skill Shock Ball Light up căn lực giống như Recon bán kính 4m trong bán kính 1.5m trở lại sát thương tối đa 75 HP từ 1.5m Đến 4m, giảm dần từ 75, số 1 Ultimate Hunter Fury Thời gian chờ tối đa 6 giây Niệm mũi vắt bắn trong 1 giây Trong thời gian niệm, bạn có thể đổi hướng Tốc độ bắn lý thuyết một lần Mỗi 2.225 giây Khi bắn, bạn bị đẩy lùi 1.5m Về phía đối diện Cũng như bạn sẽ lơ lửng khi bắn Hình trụ sát thương, bán kính đáy 1.76m và dài 66m, địch bị trúng Sẽ bị hiển thị trong 1 giây